Có một thằng ba trợn, ôm nồi đi lang thang, ngủ ngồi nơi hang hốc, ăn bóc góc nghĩa trang. Cuộc đời nó thênh thang, không đa mang vật chất, không lất phất bạc tiền, chẳng phiền ai thương mến. Thằng ba trợn đi đến, người dân đảnh lễ liền, đánh thức nơi tiềm thức hình ảnh ngài bổn sư. Nó xưng con từ tốn, nó không giận sồn sồn, nó nói lời êm ái, nó tự tại hành tu. Đó là ngài minh tuệ, trí huệ hạnh đầu đà, khiến người ta ngưỡng mộ, cũng lắm kẻ trầm trồ. Rồi có người phẫn nộ, họ biết Phật thuộc kinh, đòi làm tin làm tội, nó cười cầu bình an. Cuộc đời vốn thênh thang, ai mang gì kệ họ, kẻ bồ câu cứu vợ, nói ra biết lời nào. Nhà sư sẽ không bạo, vì tu hạnh đầu đà, vì hiểu ra chân lý, ta bà sư lại đi. Mong ai đừng ganh tị, để nhà sư tu hành, xin quý vị bên cạnh đừng quấy rầy năm canh.